Hello, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Thì video hôm nay thì bên em lại lên tiếp cho cá bác về chi tiết một đôi loa của Mỹ, đó là đôi loa JBL. Mã nó là BRX 400 nha bác ơi. Đây là con model của nó là BRX 415. 4 ở đây là đời 400 và 15 là full là 15 inch. Tức là lo bát 40 nha bác nha. Còn 12 inch là lo bát 30, 18 inch là lo bát 50 nha. Đấy. Vâng, và đôi lo này thì về trong tình trạng thì cũng cực kỳ là đẹp nha bác. Đây, các bác nhìn này. Thùng nó là thùng gỗ được sơn một lớp sơn sần cát nha bác nha, giống như một lớp nó bọc một lớp da đấy. Da sần đấy. Nhìn nó rất là sang trọng nha bác. Đấy, và anh em tiến về cho bác là hàng còn rất là đẹp từ góc cạnh nha. Từ góc cạnh. Rồi ok bác nhé, để chúng ta xuống cái phần tiếng lo. Để tiếng lo thì đây này, nó sẽ sử dụng một bát 40 này, một bát 40 màng giấy dập gân nha, dập gân sóng này. Đấy, để nó tạo được cái độ tiêu âm cũng như là độ rung động của lo. Đấy, và viền là viền vải, viền vải xếp, gân vải xếp. Đấy, gân vải xếp nha các nhá. Tiếng lo thì còn cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp nha. Đấy, gồm 4 lỗ thông hơi, 2 lỗ phía dưới này. Đấy, 2 lỗ phía dưới và 2 lỗ trên và một chép hồng kèo, một chép hồng kèo. Đấy. Logo JBL nha các nhá, được in nối đây. À thì em đã tháo sảnh mấy con ốc trước. Rồi em sẽ tí em sẽ mở ra cho bác xem cái nội thất cho nó nhanh. Đây là con còn em chưa tháo nha. Đấy, tất cả áp quá là còn rất đẹp nha. Màng lo, tiếng lo. Đây, phễu kèn này cực kỳ là đẹp nha. Đấy, còn cái canh nó nha bác nhá. Cái canh nó thì nó sẽ gồm hai lớp, một lớp bên ngoài là được là lớp kim loại, lớp sắt nha. Còn lớp bên trong là lớp vải chống bụi nha bác nhé. Khi lắp vào thì nó sẽ như thế này. Đấy, khi lắp vào thì nó sẽ như thế này nha bác nhé. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Lắp vào thì nó đồ lò nó sẽ cực kỳ là đẹp. Rồi, đó là phần cái cây. Phía tiếp theo thì em sẽ quay qua thùng vách nhé. Ở đây các bác thấy là nó có sẽ có một tay nắm. Tay nắm ở đây thì nó là được in chữ Berry. Đấy, cái model nó là series. Ngoài sâu nha bác nhé. Ngoài sâu thì các bác thấy là model Berry 415M nha. 415M số series. Và như là đường tín hiệu đọc vào nó sẽ gồm hai đường Nutrix, hai đường cổng Nutrix nha. Các bác là mua lo bên em thì em sẽ tặng cho bác một cặp dây lo có đầu Nutrix này, về các bác chỉ việc cắm vào kết nối vào cục đáy hay là âm ly để các bác đánh thôi. Đấy. Logo thương hiệu JBL, Made in Mexico, designer in the USA. Nó thiết kế theo thị trường của Mỹ và được lắp ráp tại Mexico. Đấy. Rồi thì còn quá đẹp quá chắc nha. Thì giờ thì em ngồi sau đây, ngồi sau các bác nhìn này, quá đẹp rồi nha. Rồi, em sẽ quay cho các bác xem cái nội thất lo bên trong nha bác nhé. Em sẽ đặt cái lo nằm xuống và quay cho các bác xem dễ dàng không. Đối với lò phun này thì các bác chơi gia đình thì cực kỳ là hợp lý luôn nha bác nhé. Một đôi phun 40 như thế này. Đấy, cần thiết thì các bác sẽ thêm một quả sấp nhé. Đây bác, thì em sẽ tháo ra để cho các bác cùng xem cái nội thất của lò.
sáu cái kèn trước cho bác nha. Đây là cái chiếc kèn của nó này. Đấy. Rồi, chiếc kèn hồng, hồng nó là hồng nhựa nha, không phải hồng nhôm nha bác nha. Bác để tên sẽ tháo cái dây đây. Rồi, đây các bác nhé. Thì phía bên trong thùng thì nó sẽ như này, hai cái cọng dây vàng này là hai cọng dây tiếp nhé, và hai cái cọng dây xanh là hai cọng dây cua bát. Phong tầng thì các bác thấy là cực kỳ là đẹp luôn, và nó rất là chất lượng, có hai cái bóng chống cháy luôn nha bác nhé, hai bóng chống cháy này. Đấy, đó là phong tầng nha bác nhé. Tụ này, cuộn cám này, trời sứ này, rất là còn rất là mới, và mút tiêu âm thì các bác thấy xung quanh thùng luôn, được gắn xung quanh thùng nó chứ. Bên trong cái wall full nha bác. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hồng kèn Zibler. Các bác nhìn phía bên trong thì cái cổ thì các bác thấy được in cái cổ kèn này là cố nhôm, và nó sẽ in là GBL, in chìm trong này luôn, có số series luôn nha bác nhé. Thì hàng thì bên em bao gì nhưng bán các bác nhìn là có cực kỳ là đẹp và mới nha bác nhé. Sexy là mấy màu luôn nha, sexy mấy màu. GBL make in Mexico nha bác nhé, trẻ cũ 2414H C, 2414H C. Đó là watch chip nha bác nha. Còn đó là cái lo bát. Em quay lo bát về cái nhẫn lo. Nhẫn lo thì các bác thấy là nó còn zin nghiêm bán này. Zin nghiêm bán này. Đấy. Tất cả là bên em ba zin nghiêm bán cho tất cả bác này. Nhẫn lo thì cực kỳ là dày dặn, cũng như là rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi, ok. Các bác xem xem từ lo nha. GBL con này thì chị cũng từ M115 8A nha bác nha. Đấy, nó 8 ohm make in Mexico luôn nha. Trên xương thì nó sẽ, trên xương lo thì nó sẽ có số series. Đấy. Rất đẹp, rất ok luôn. Đấy, sexy bảy màu. Đấy, quá chứ. Nội thất phía bên trong nó là nó như vậy thôi. Một cái câu bắt 40 với một cái chép nhé. Đấy. Rồi, đây là cái nội thất của cái loa GBL Berry. Một Berik 415M nha bác nhé. Đấy. Và giá đôi này thì hiện tại bên em đang có mức giá là 24 triệu. Bên em bao cước toàn quốc cho các bác, và tiện kèm để cho các bác là một bộ giao lo để các bác về các bác kết nối và chơi nha. Đấy. Để lo bãi luôn nha bác. Và các bác có nhu cầu mua sắm sản phẩm thì liên hệ Trung Hồng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình nha bác nhé. Các bác liên hệ trực tiếp hoặc là các bác kết bạn Zalo, Facebook và số 707 nha bác nha. Đấy, và em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác bên đây sau.